U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải U23 Đông Nam Á bằng cuộc đối đầu với U23 Lào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 8. Việc gặp Lào tại trận mở màn không xa lạ với các đội tuyển Việt Nam khi từ AFF Cup 2018, AFF Cup 2020, AFF Cup 2022 cho đến SEA Games 32, họ đã liên tục chạm trán. Dù đã giành chiến thắng và 3 điểm, nhưng việc đối đầu với U23 Lào luôn đầy khó khăn. Đặc biệt tại SEA Games 32, U22 Việt Nam đã phải vất vả mới có thể đánh bại U22 Lào. Trong trận đấu mà huấn luyện viên Philippe Chusier và các cầu thủ đều phải đối mặt với sức ép liên tục từ đối thủ đến những phút cuối cùng. Sự thu hẹp khoảng cách giữa các đội tuyển bóng đá trẻ ở Đông Nam Á là điều rõ ràng. Thậm chí U23 Campuchia gần đây đã gần như đánh bại U23 Myanmar ở bảng A của giải U23 Đông Nam Á, mặc dù Myanmar luôn được đánh giá cao hơn. U23 Lào cũng không ngừng tiến bộ, thậm chí ghi dấu ấn đáng chú ý hơn. Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, đội trẻ xứ Triệu Voi đã vào tới bán kết sau 2 chiến thắng trước U23 Malaysia trong vòng bảng. Và tại giải U19 Đông Nam Á năm trước, U19 Lào đã gây sốc khi đánh bại U19 Thái Lan ở bán kết và giành lần đầu ngôi Á quân. Lứa U19 Lào tham gia giải đấu năm 2022 đã trở thành lực lượng chính trong đội U23 Lào tham dự giải U23 Đông Nam Á năm nay. Trận hòa 2-2 trước U23 Philippines ở trận ra quân đã cho thấy sự khó bị áp đảo của các cầu thủ huấn luyện viên Guillermo Orina. Mặc dù U23 Lào vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng tinh thần thi đấu cao và sự trẻ trung của đội bóng này là một thách thức đối với các đối thủ. Điều này còn đặc biệt hơn khi một số cầu thủ U23 Lào đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia và được huấn luyện bởi những huấn luyện viên có kinh nghiệm như Michael Vai và Sander Mony, cựu huấn luyện viên đội tuyển Singapore.